Sao? Đi đâu? Đâu? Đi đâu? Đâu con? Đi đâu đây? Mình đi đâu? Đi lấy. Đi lấy gì? Bánh ăn. Đi lấy bánh ăn, ok. Mẹ hòa ra. Rồi, ngồi vào chỗ đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Rồi, ngồi xuống. Mẹ hòa xúc. Xúc bánh gì đây? Bánh ăn. Ok, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Wow. Thèm không? Thèm. Thèm à? Nói gì? Nói cá thèm. Lấy cái thìa. Lấy cái thìa cho bò nha. Sao con? Hình như bánh ăn. Mẹ Hòa làm bánh lăng sao? Ngon. Ngon. Trời ơi. Đi. Ngon không?